Dạ, chào chị Hồng. Kính thưa quý vị, hôm nay Lê Thiện đến thăm chị Hồng. Quý vị nhìn kỹ nha, chị Hồng là người con gái Lai, Lai Mỹ Trắng. Và chắc chắn thì những quý vị nào đã từng theo dõi cái chương trình Nguồn Cội của tôi đâu, nói về những người con Lai tìm kiếm người thân thì chắc cũng sẽ biết được chị Hồng từng xuất hiện trên kênh của Lê Thiện. Thật sự ra mình nói rất là đau lòng. Qua cái kênh mà chia lan tỏa của Lê Thanh Thiện thì chị nhờ Lê Thanh Thiện, trước là Lê Thanh Thiện sau nữa, nếu như mà gặp tới má hàng anh trai mà nhận ra con thì con rất nhờ hàng tay đến đấu má, và anh không biết nói sao đấy. Không mong má và anh trai nhìn coi được cái thông tin này để mà đóng con. Con rất là thương xót, rất là nhớ má. Từ nhỏ tới bây giờ khi nào con cũng nghĩ tới má, khi nào con cũng nhớ tới má. Con không biết tìm má bằng cách nào và anh bằng cách nào. Qua cái thông tin này thì má, anh mà nghe được thông tin này thì hãy đánh cái nơi mà ngày xưa má ở. Ngày xưa má gửi cho những người thân của con. Chị đã gây được những cái cảm xúc và xúc động của khán giả khi chị nước mắt tuôn rơi nhắc đến hai đấng sinh thành và những người thân của mình bị thất lạc. Chị còn nhớ đến cái những cái ngày mà chị chia sẻ trên kênh của Lan Thiện em không, thưa chị Hồng? Dạ, còn nhớ em. Chị vẫn còn nhớ, trong cái tâm trí của chị vẫn còn nhớ. Vâng, thưa quý vị, thời điểm đó là tháng 2 của năm 2022, khi mà cái chương trình của Lan Thiện bắt đầu về cái chương trình mà tìm kiếm người thân cho những anh chị Lai vẫn còn thất lạc, vẫn còn kẹt ở Việt Nam. Thì lúc đó là chị Hồng, thì chị chỉ, mặc dù lúc đó là chị cũng đang đi tìm người cha Lai của mình đó, nhưng mà cái mơ ước lớn nhất của chị là muốn tìm lại người mẹ ruột của mình và người người anh, hai người anh trai thôi. Thế nhưng từ cái sự mà giúp đỡ rất là chân tình và vô cùng là quý báu, đầy tính nhân văn, đầy tính yêu thương những người cùng hoàn cảnh như mình, các anh chị ở hội Ngôi Nhà Lai bên Mỹ gồm có anh Tuấn, Chị chị Kiều, chị Kiều, Go. rồi các anh chị gì đó chị nhớ, anh Đạt rồi nữa đó, thì đã liên hệ và âm thầm làm được một cái việc mà anh chị có sẵn cái công cụ trong tay, đó là tìm nguồn cội người thân cho chị Hồng đây cũng như bao nhiêu người khác. Và như quý vị nhìn thấy, chị Hồng quê ở Đà Nẵng, nhưng hôm nay vào thời điểm mà vừa qua giữa tháng 10, chị đang có mặt ở Sài Gòn với những cái hành lý nào quý vị nhìn thấy rất là nhiều không. Đó là điều mà Lê Thiện muốn gặp chị hôm nay để chia sẻ một cái tin vui với quý vị, là sau khi thông tin của Lê Thiện lên về cái chương trình chị Hồng người con gái Lai tìm người thân, trong đó có người cha của mình, thì các anh chị ở Ngôi Nhà Lai đã có cái sự liên hệ với lại chị Hồng, và những cái kết quả mỹ mãn nó đã diễn ra như thế nào, chúng ta hãy cùng nghe chị Hồng chia sẻ. Nói chung là cái này thì gần đây chị Kiều Go có giúp chị là thử cái ADN tìm cha, nhưng mà
tìm cha thì tới bây giờ đã có kết quả rất là đẹp. À, chị Kiều Gô, anh Tấn Đoàn, anh Minh Nguyễn, anh Đạt, Thị Lê cũng có giúp Hồng tìm ra được nguồn gốc của mình. À, tới bây giờ thì chị cũng lo giấy tờ, đi vô đi ra lo giấy tờ ở Việt Nam nó cũng xong. Tới ngày hôm nay thì chỉ còn có 2 ngày nữa thôi là chị đã bay về Mỹ, là cái ước nguyện của mình từ khi mà mình nghe tin mọi người xung quanh ở cái xứ của mình nói mình là người con lai, thì cái ước nguyện nó tới bây giờ nó trở thành hiện thực, rất là vui, không có gì nó vui bằng. Thì không có gì hơn, thì qua cái chương trình này thì em cũng cảm ơn ngôi nhà Lai, chị Kiều Gô, anh Tấn Đoàn, anh Minh và Thị Lê, anh Đạt cũng đã giúp đỡ em, và cũng nói chung là bỏ rất rất là nhiều thời gian để giúp đỡ em, thì em rất cảm ơn anh chị trong ngôi nhà Lai. Và anh chị em Lai cũng có, anh chị em Lai trong và ngoài nước cũng có một chút lòng thành nghĩ về anh chị em Lai ở cồn cạt ở Việt Nam để giúp đỡ một cái gì đó để tạo ra tới bây giờ nó có kết quả rất là đẹp. Xin cảm ơn. Dạ, em nghe mà em vui lây với cái niềm vui của anh chị và gia đình. Khi mà cái chỉ còn gần khoảng 48 tiếng đồng hồ nữa thôi, chị sẽ đặt chân đến quê hương của người cha của mình. Mặc dù một cái phần còn lại là tìm mẹ với lại người anh của chị vẫn còn đang tiếp tục, và kênh Lan Thiện của em sẽ tiếp tục làm điều đó. Thì chị có thể chia sẻ cái quá trình mà các anh chị đã giúp chị trong cái việc tìm được người cha của chị như thế nào, và khi mà chị đón nhận được cái thông tin là đã có cha chị rồi, và tiếp theo đó là những cái giây phút mà chị có gặp được cha chị lần nào chưa, và hai cha con đã từng nói chuyện với nhau chưa, và chị biết gì về thông tin của người cha lai của mình ạ? Nói chung là qua cái thử ADN thì là chị có biết là anh em trong hội cho chị biết là đã tìm ra người cha, nhưng mà nhắn tin tới gia đình cha thì gia đình cha chị thì không có nhận tin nhắn, cho nên á biết là cha chị, dòng họ chị vẫn còn, nhưng mà cha chị không có liên lạc được, cho nên bây giờ là không biết. Nhưng mà sau cái đó thì anh Tuấn có gửi một cái tấm hình của người chú trong cái thử ADN đó, là hình cha mình thì không có, nhưng mà có một cái tấm hình của người chú. Mình thật ra trong lòng nó không còn gì để nói, thì bây giờ giống như là một người cha của mình, tuy rằng là chú nhưng mà mình nghĩ đó là cũng là người cha của mình rồi, nó rất là xúc động, thì không thể tả nổi, tại vì mình nghĩ đây là nguồn gốc của mình rồi. Nhưng mà trong đó chắc cũng không phải là cái lỗi của người ta, là không có nhận, không có nhìn mình, nhưng mà do người bên gia đình cha chị là không có nhận tin nhắn thôi. Nhưng mà chị hy vọng sau này chị qua được bên đó một thời gian, chị sẽ liên lạc, hy vọng trời Phật phù hộ cho chị để chị được gặp cha chị một lần. Dạ, vâng, nghĩa là rất là mừng khi mà thông tin về người cha của chị vẫn còn mạnh khỏe ở Mỹ, là vậy là tốt rồi, chị sẽ là một người diễm phúc hơn rất là nhiều các anh chị lai khác. Có những cái trường hợp mà như anh cu đó cũng được chính các anh chị, anh Tuấn Đoàn, anh Minh Nguyễn, chị Kiều, rồi các anh chị bên hội ngôi nhà lai đã tìm được ba của anh cu rồi, nhưng mà cái niềm vui nó không trọn vẹn khi mà ba anh cu không còn. Và đó là cũng là hội ngôi nhà lai đang giúp cho anh cu làm những cái thủ tục để mà đi. Thì thưa chị, đến thời điểm này biết được chính xác chị là cha chị là nguồn gốc rồi, mà hiện giờ thì cha con chưa có cái sự mà công nhận lẫn nhau, mà các anh chị bên Mỹ vẫn làm được thủ tục đầy đủ hết cho chị đi, chị có thể chia sẻ cái quá trình mà các anh chị làm cho mình nó diễn ra như thế nào, để chi để cho các
anh chị khác vẫn còn mắc kẹt ở Việt Nam, khi theo dõi chương trình này họ sẽ có thêm những cái niềm tin, niềm hy vọng và họ mạnh dạn hơn trong việc mà liên hệ đến chương trình của em để em kết nối với các anh chị ở Ngôi Nhà Lai để giúp cho mọi người đến một ngày nào đó không còn một bất cứ một người con Lai nào ở Việt Nam phải lận đận trong quá trình đi tìm lại nguồn cội của mình ạ. Nói chung á là năm anh chị em trong cái Ngôi Nhà Lai rất là nhiệt tình. Thật, mình không tưởng tượng nổi là mình nghĩ đó là giống y là một gia đình của mình á, người ta lo cho mình từng ly từng bước. Cái lúc mà chị nghe chị Kiều nó nói á, là đã tìm ra gia đình ba em rồi, thì bên này nó thì anh Tuấn ảnh hỗ trợ cho chị là làm cái giấy tờ từng ly từng xí rất là nhanh. Anh Tuấn ảnh nhắc nhở từng ly từng xí, thật mình coi giống như là mấy anh chị em trong một gia đình, chứ mình không nghĩ là anh chị em Lai thật sự ra. Cho nên cái tình cảm đó mình rất trân trọng trong cái Ngôi Nhà Lai của mình. Anh Tuấn thì liên lạc với Hồng là từ ngày 21 tháng 3, thì anh Tuấn có nói vậy thì em, anh đã giấy tờ xong xuôi rồi, em có thể là chụp chứng minh hộ khẩu, giấy tờ liên quan tới của gia đình mình, thì em cứ chụp gửi qua cho anh. Thì chị có chụp gửi qua cho anh Tuấn, trong vòng chưa được một tháng thôi là người ta đã gửi giấy xanh về cho mình rồi. Người ta gửi giấy xanh về thì chị với vô, thì trong cái lúc đó anh Tuấn nói em chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thế này thế kia, đầy đủ hết, nào là hồ sơ tư pháp số 2, nào hộ khẩu photo, chứng minh photo, hộ chiếu, em làm đầy đủ. Cái là lúc đó là mình nghĩ là mình vô mình nộp giấy tờ thôi, không ngờ là vô đó người ta phỏng vấn cho mình đạo luôn. Thì phỏng vấn đạo là chị nhớ là ngày 26 tháng 4. Rồi tới 26 tháng 4 thì tới cái ngày 30 tháng 4 là 27-28 là người ta kêu là những người chồng con đi theo thì có thể là cho vô để người ta chấp thuận cho chồng con mình đi vô lăn tay tiên thề. Thì ngày 28-29, tại vì cái thời gian mà mình đi từ Đà Nẵng vô Sài Gòn nó cũng xa, thành ra đó, tới mình không có đi kịp. Tới ngày 5 tháng 5, ngày 4 tháng 5 là mình vô, tới ngày 5 tháng 5 là ba gia đình ba người vô đầy đủ hết. Đầy đủ thì người ta chấp thuận cho mình trong gia đình mình ba người đi. Xong đó người ta cho mình đi khám sức khỏe chích ngừa. Trời ơi, cái cảm xúc lúc đó nó rất chi là mừng. Tại vì tới khi mà người ta cho mình đi khám sức khỏe chích ngừa là mình có đoạn đường đó mình nghĩ là chắc nó cũng đạt tới từ 7-80% cái nguyện vọng của mình rồi. Chỉ có là bây giờ chỉ có là lên máy bay là ok 100%. Nhưng mà tới đó là mình nghĩ là cũng 70-80% rồi. Cái rồi một tháng sau thì tiếp tục chích ngừa lần hai, thì tới bây giờ là người ta gọi mình vô lấy visa. Cầm tới cái lúc mà cầm cái visa là cái cảm xúc của mình thật nó mình không thể tả nổi luôn. Nó rất chi là giống như con người mình nó lăng đó. Dạ. Rất chi là sung sướng. Vâng, em nghe mà em cũng hạnh phúc chung với chị. Thật ra thì ở đâu nó cũng đi làm để mà sống thôi. Việt Nam thì nó có cách làm của Việt Nam, và đi Mỹ thì nó cũng có cách là đi Mỹ. Thế nhưng cái điều mà chị mong chờ nhất từ tuổi thơ cho đến ngày hôm nay, chị có gia đình, có con, thì cái niềm mà khao khát chị muốn tìm lại người thân của mình, và chị đã được phần nào nhờ các anh chị Ngôi Nhà Lai giúp đỡ để tìm được cái nguồn cội của mình, người cha của mình. Những tưởng rằng cái điều đó thì chắc khó khi nào mà đạt được cái nguyện vọng, bởi vì chính người mẹ ruột cùng quê hương Việt Nam của mình mà chị còn rất là
khó nhọc là đến thời điểm này 50 năm rồi mà vẫn còn chưa tìm được, thì huống gì mà tìm được người cha mà bên kia đại dương, đúng không? Thế nhưng thật sự là thật là bất ngờ, nó không có biết được trước chuyện gì hết. Cái người mà mình nghĩ khó nhất thì cuối cùng chị lại tìm ra được trước nhất. Và chương trình của em cũng sẽ tiếp tục làm cái việc mà lan tỏa để chị sớm tìm lại người mẹ của mình, cũng như là chị vẫn còn lạc một người anh, đúng không ạ? Thì qua đây thì em muốn chị nhắc lại thêm một chút xíu về người mẹ cũng như người anh, để cho khán giả của em tiếp tục lan tỏa cho mọi người, để giúp chị trọn vẹn hơn cái niềm ao ước thiêng liêng mà bất cứ người con nào cũng mong muốn ạ. Qua cái kênh Lê Thân Thiện thì trước là chị cũng nhờ cái kênh của em lan tỏa trên mạng cộng đồng, sau chị cũng gửi những lời đến mạng cộng đồng anh chị em bà con là mình là Hồng Nguyễn. Ngày xưa là có một người mẹ, mẹ là người miền Nam, nhưng mà ra Đà Nẵng làm ăn. Thì cái tên của người mẹ của mình á, là ở Đà Nẵng người ta gọi là Tàu, ở Đà Nẵng, nhưng mà cái nơi mà mẹ của mình ở là Đà Sơn, mà người ta, mọi người xung quanh người ta gọi mẹ mình là Tàu. Nhưng mà cái tên trong cái giấy tờ của mẹ á, là Thái Thị Nguyệt Du. Và cái lúc mẹ đi thì có một, trong đó cái lúc mẹ mà chưa đi thì mẹ có tới 4 người con. Mà người con thứ nhất á, là mẹ dẫn đi. Người con thứ nhì á, là cũng gửi cho một người ở Đà Sơn nuôi. Và bây giờ anh đó đã đi qua Mỹ thì mình cũng có mới tìm được. Rồi có người anh thứ ba thì đã mất rồi, còn tới mình. Cho nên có gì nếu anh chị em bà con trên mạng cộng đồng biết được là mẹ mình tên Thái Thị Nguyệt Du, là có thể giúp mình qua cái kênh Lê Thân Thiện tìm nhắn gửi liên lạc với Lê Thân Thiện để mà giúp đỡ cho mình gặp lại mẹ của mình. Dạ. Thưa chị Hồng, chị có nghe được các anh chị ở ngôi nhà Lai nói được tên của cha chị ở bên Mỹ không? Chị sẽ nói lên đây để mẹ chị, cô Du, khi xem video này, cô sẽ biết được chính cái tên người cha mà chị mới nhắc là có liên quan đến cái câu chuyện mà những người con thất lạc của cô đang tìm cô ạ. À. Tên của cha chị là tên người Mỹ là James Hay. Sinh năm mấy chị? Và chị còn nhớ là đi lính vào năm nào ở Đà Nẵng không? Sinh năm 1947. Sinh năm 1944. Dạ, dạ. Sinh năm 1944. Cái ngày sinh là bây giờ chị quên. Dạ, không cần nhớ ngày cũng được. Sinh năm 1944. Dạ. Mà tên là James Hay. James Hay. Dạ. Đi lính ở Đà Nẵng vào năm nào chị? Đi lính chủ yếu là ở Chu Lai là nhiều. Dạ, Chu Còn Lai. Còn ở Đà Nẵng thời gian ngắn thôi. Dạ. Tại vì qua cái lúc mà chị vô chị phỏng vấn ở trong tổng lãnh sự á, thì tổng lãnh sự có nói là hỏi chị là có biết là ở Chu Lai không, thì chị có nói là biết. Người ta hỏi Chu Lai có gần Đà Nẵng hay gần, thì người ta mới nói là cha của chị lúc đó đi lính ở Chu Lai, còn ở Đà Nẵng thời gian rất là ngắn. Yeah. Nhưng chị nghĩ, theo chị nghĩ thôi, chắc có lẽ lúc đó mẹ chị cũng ở Chu Lai. Dạ vâng. Dạ. Làm ăn ở Chu Lai. Dạ. Thưa quý vị, rất mong quý vị hãy tiếp tục chia sẻ câu chuyện của chị Hồng và cùng chung vui niềm vui với chị Hồng cùng người chồng và người con đã chính thức được các anh chị ngôi nhà Lai bên Mỹ, gồm có các anh Tuấn, anh Minh, chị Kiều, đã rất là tận tình giúp đỡ trong cái việc mà tìm lại được người cha của chị Hồng. Và đây chị cho chúng ta thấy được hình ảnh người cha của mình. Người chú. À người chú ha. Dạ, chú. Dạ vâng. À chị khi mà nhìn thấy tấm hình này là cái trong lòng chị nó có một cái gì đó khó tả lắm. Nó biểu hiện của một cái
tình thâm đúng không chị, máu mủ với nhau. Dạ vâng. Rồi em cũng nói tiếp thêm là xin cảm ơn các anh chị Ngôi Nhà Lai đã, phải nói là đúng như cái tên gọi Ngôi Nhà Lai, như một gia đình, như một đại gia đình, không có một cái sự lợi nhuận nào mà các anh chị làm việc một cách vô tư và đầy tình người. Em thay mặt tất cả mọi người trên toàn thế giới xin trân trọng cảm ơn tấm lòng vàng quý báu của các anh chị, và em cầu mong rằng các anh chị hãy tiếp tục đồng hành để giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khác nữa, nhất là trường hợp mà vợ chồng anh cu đang được các anh chị tiếp nhận hồ sơ rồi và chỉ chờ đợi những cái ngày vui giống như của gia đình của chị Hồng sắp tới đây thôi. Dạ, thì trước khi em kết thúc video này, em xin thay mặt toàn thể mọi người chúc gia đình chị sắp có một cuộc sống mới thật là nhiều hạnh phúc, bình an và thành công trên quê hương của người cha mình. Và điều mà mong ước của chị là tìm được mẹ và người anh của mình cũng sẽ sớm thành hiện thực nha chị. Chị rất cảm ơn Lê Thanh Thị đã có một bỏ một thời gian tới đây tâm chia sẻ cái niềm vui của chị và đăng những cái đoạn này để tiếp tục trình tiền này giúp cho chị nữa. Dạ vâng. Rồi, em chào chị nha, chúc gia đình mình thường lộ bình an. Em xin một lần nữa cảm ơn các anh chị bên Ngôi Nhà Lai ạ. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi video này. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.